Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình sẽ tiếp tục cái phần mà đội hình mà dùng để đi map từ 1 đến map 10 các bạn. Chủ lực hiện tại mình dùng vẫn là Wukong nhé. Và khi các bạn ấp tướng nó bị thiếu bụi các bạn, bạn nhớ vô tháp vua để lấy. Còn đối với việc các bạn ấp ấp tướng mà thiếu thiếu vàng với lại kinh nghiệm thì các bạn vào mê cung nhé, nó cũng cho bạn được kha khá kinh nghiệm với vàng để ấp tướng các bạn. Và sau khi chúng ta tích được một số lượng kim cương đủ để xâm các bạn thì các bạn nên vào thử xâm tướng. Việc chúng ta chọn đội hình nào để bắt đầu chơi thì điều này còn phụ thuộc vào cái việc các bạn xâm được con tướng gì nữa các bạn.
Với vô công thì bạn có thể leo lên được map 9, map 10 của bạn. Sau đó thì tùy vào việc các bạn xâm được tướng như thế nào. Nên các bạn nên chọn sang chơi team hỏa sát, hỏa ánh sáng, hỏa rừng hoặc là thú. Nếu hỏa rừng thì các bạn chơi Lyca, Tahxi, Aeron, con thằn lằn mới ra và con Nemo, con cừu các bạn. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau. Xin chào tạm biệt.